cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Người nói, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Và chính người là tấm gương sáng về thực hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Bác Hồ kính yêu là bài học sâu sắc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập noi theo. Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, các chương trình đề án lớn của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tỉnh ủy, sự linh hoạt sáng tạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự chuyển biến mạnh mẽ cho công tác dân vận, sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã tạo gắn kết cùng nhân dân, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Tháng 10 năm 2020, 345 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã biểu quyết nhất trí nghị quyết 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 15 giải pháp chủ yếu của cả nhiệm kỳ, với mục tiêu cao nhất đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, học tập phong cách dân vận, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ được giao trong đề án số 02 ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 02 ngày 10 tháng 9 năm 2021 về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở, triển khai phong trào ba cùng với chủ trương mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động với nhân dân ở cơ sở ít nhất một lần một tháng, với những hoạt động cụ thể gần gũi với bà con nhân dân như tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, trồng hoa, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân, xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo. Các hoạt động được tổ chức với phương châm là chất xúc tác, hỗ trợ, tạo sự khích lệ để nhân dân tại địa phương tự giác thực hiện, không làm thay cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, phối hợp thống nhất phân công các chi bộ, đảng bộ, cơ quan đơn vị cấp tỉnh phụ trách các xã trong toàn tỉnh để tổ chức thực hiện. Các chi đảng bộ được phân công phụ trách các xã đã chủ động phối hợp với cấp ủy cơ sở, thống nhất lựa chọn nội dung công việc, bố trí thời gian và phân công lực lượng tham gia hoạt động với nhân dân. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống cho người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Với mục đích gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, huyện Hàm Yên là một trong những huyện tích cực đi đầu ở Tuyên Quang về tổ chức phong trào cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở.
ở huyện Hàm Yên vào những ngày cuối tuần khi thời tiết thuận lợi, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện lại xuống cơ sở thực hiện ngày thứ bảy cùng dân, tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, trồng hoa các tuyến đường, đắp lề đường, thăm hỏi, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, chỉnh trang nhà cửa. Qua quá trình triển khai thì đối với xã thì có cử cán bộ, công chức, viên chức xuống cùng với người dân tham gia các cái hoạt động. Thì đến nay đối với những thôn mà đã triển khai thực hiện trước ấy, thì bà con nhân dân cũng đã chủ động trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng nông thôn, đặc biệt là trong cái chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, rồi vệ sinh, rồi các cái tiêu chí môi trường. Tham gia các hoạt động với nhân dân ở cơ sở là dịp để cán bộ đảng viên nâng cao kiến thức, thực tiễn để phục vụ cho công tác tham mưu, nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn vướng mắc của nhân dân. Tham gia với cấp ủy đảng cơ sở những giải pháp phù hợp với từng vùng, địa phương để giúp các địa phương hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Nhiều cách làm đi vào lòng dân được cán bộ, đảng viên thực hiện bằng sự gắn bó với cơ sở, với cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tính sáng tạo, vận dụng những khả năng của bản thân để vừa lãnh đạo, vừa làm bạn với nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã phân công 244 chi bộ, đảng bộ, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, phụ trách 122 trên 122 xã trong toàn tỉnh để tổ chức thực hiện. Vào ngày cuối tuần, các chi đảng bộ theo phân công đã có nhiều việc làm cụ thể thiết thực cùng nhân dân ở cơ sở. Không chỉ tham gia hoạt động cùng nhân dân, rất nhiều những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để chia sẻ với cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn. Tỉnh cũng như là huyện quan tâm đến thôn bản cùng bà con nhân dân là tu sửa đường làng, ngõ xóm. Bà con là chắc chắn là sẽ có cái nhận thức là rõ rệt hơn và tiến bộ hơn về sau này về vấn đề nông thôn mới. Việc cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng bà con nhân dân thôn bản tham gia thực hiện công việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực đã mang lại niềm vui, niềm tin trong nhân dân, tạo động lực, sự đồng thuận để nhân dân thêm quyết tâm vượt khó, hoàn thành các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua hoạt động ba cùng tại cơ sở đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Hoạt động ba cùng của Liên đoàn Lao động huyện khẳng định sự gắn bó giữa công nhân viên chức lao động với nhân dân trong huyện được tăng cường củng cố, đồng thời khẳng định vai trò vị thế của tổ chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên trong việc chủ động tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo đà giúp cho các xã thị trấn từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ở nhiều thôn bản trong tỉnh, thời gian gần đây có sự thay đổi về diện mạo nông thôn, đường xá đi lại thuận tiện, nhiều ngôi nhà khang trang được xây dựng, đời sống của người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Có được kết quả đó là do sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, chính trị xã hội và nhân dân. Trong đó có sự tiếp sức của cán bộ đảng viên nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh. Vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, rất nhiều cán bộ đảng viên đã có mặt tại xã để cùng tham gia hoạt động với nhân dân. Thêm những tuyến đường, tuyến kênh mương được bê tông hóa, những tuyến đường hoa sáng xanh sạch đẹp, những ngôi nhà khang trang được xây dựng thay thế cho những ngôi nhà rột nát đã mang lại niềm vui, niềm tin cho các hộ nghèo, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, tạo đà để Tuyên Quang thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025. Hội Cựu chiến binh thành phố đã tuyên truyền vận động cho hội viên ủng hộ, quyên góp bằng tiền, vật chất, ngày công, lao động để hỗ trợ những hội viên nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách là những hội viên cựu chiến binh xóa nhà tạm. Hội cựu chiến binh các cấp chúng tôi đã xuống tuyên truyền động viên, khơi dậy đối với cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh là quyết tâm vươn lên để thoát nghèo, thoát hoàn cảnh khó khăn để làm cái nhà,
có cuộc sống ổn định hơn. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh tham gia vệ sinh, phát quang tuyến đường liên thôn tại cơ sở hay tổ chức bừa và cấy lúa giúp một số gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại các xã, hay tham gia vận chuyển lắp đặt cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn, tặng quà cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã để lại những tình cảm khó phai về mối quan hệ quân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Ngoài nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể làm tốt công tác dân vận, vận động quân chúng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lực lượng vũ trang trong tỉnh còn tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện quân dân y kết hợp, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại âm mưu, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Chúng tôi cho rằng đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn của tỉnh ủy. Thì qua đó thì chúng tôi thấy rằng là nó gắn liền với rất nhiều cái nhiệm vụ của công an chúng tôi. Thứ nhất là đây cũng là một cái nhiệm vụ mà chúng tôi cần về cơ sở để nắm tình hình tại cơ sở. Thứ hai cũng là một cái cơ hội để chúng tôi về với địa phương, về với cơ sở, về với người dân để chúng ta thực hiện cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với người dân, rồi là một số cái hướng dẫn một số cái kỹ năng cho người dân như là trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, và người dân là có thể là thực hiện các cái tin báo tội phạm cho công an. Trên cơ sở đó thì xây dựng được một cái thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân. Để việc tham gia phong trào ba cùng với nhân dân tại cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện và có lộ trình cụ thể, tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình của tỉnh ở cơ sở. Chúng tôi đã phối hợp với các xã để xây dựng, lựa chọn các cái công việc, các hoạt động phù hợp, triển khai thực hiện các hoạt động để xuống phối hợp với nhân dân cùng lao động để tạo lực các phong trào trong xây dựng nông thôn mới. Và tới đây sẽ tiếp tục là sẽ triển khai các cái hoạt động khác, thì nhân dân cũng rất phấn khởi và cũng đã huy động các lực lượng cùng với chúng tôi cùng nhau làm. Nhân dân rất đồng tình hưởng ứng trong phong trào này. Sau gần 5 tháng thực hiện, đã có 476 lượt chi đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện với gần 12.000 lượt cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Có trên 64.000 lượt nhân dân tham gia tại trên 1.300 lượt thôn của 122 xã, đã giúp đỡ hỗ trợ 58 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, sửa chữa nhà, tham gia vận chuyển, lắp đặt trên 14 km cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn, trồng, chăm sóc trên 91 km tuyến đường hoa, tham gia làm và đắp lề trên 56 km đường bê tông, xây dựng công trình đường điện thắp sáng gần 25 km, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1 tỷ 200 triệu đồng. Điều đáng nói là phong trào ba cùng đã tạo chuyển biến rất lớn và sâu sắc từ tư duy đến hành động của mỗi người dân, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành sớm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi hàng tuần tổ chức xuống trực tiếp lao động ở các thôn, cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách và đảng viên tập trung lao động các thôn. Mục tiêu chúng tôi thực hiện chính là thực hiện cái đường bê tông nội đồng và bê tông ngõ xóm, làm sao đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã trong năm 2021. Nhìn từ hiệu quả của phong trào ba cùng với nhân dân cho thấy, các hoạt động tiếp sức nhân dân ở cơ sở đã trở thành chất xúc tác, hỗ trợ, tạo sự khích lệ để nhân dân tại địa phương tự giác thực hiện, không làm thay cơ sở. Qua các hoạt động cùng nhân dân tại cơ sở, gắn kết mối quan hệ mật thiết gắn bó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền các cấp. Các cái ngày thứ bảy, chủ nhật đối với cán bộ, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đặc biệt là các ban ngành của tỉnh đã thực hiện cái đề án này rất tốt và đến tận thôn bản, và đặc biệt là đối với nhân dân và giúp dân, hướng dẫn người dân và thực hiện một số công việc như lắp cấu kiện kênh mương, rồi vệ sinh đường làng ngõ xóm, rồi là góp phần xây dựng nông thôn mới.
từ phong trào Ba Cùng đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, giúp cho các tổ chức đoàn, hội ở cơ sở điều chỉnh, thay đổi phương pháp làm việc, khắc phục hạn chế, đổi mới các hoạt động, góp phần thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Đề án số 02 ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã thực sự đi vào cuộc sống. Việc tham gia các hoạt động với nhân dân ở cơ sở đã thể hiện công tác dân vận phải thực thà nhúng tay vào việc theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, giúp cho cán bộ đảng viên gần dân, hiểu dân hơn, chia sẻ những khó khăn với cơ sở, từ đó động viên khích lệ nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tổ chức các hoạt động phong trào Ba Cùng ở cơ sở trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc bố trí tổ chức hoạt động với nhân dân tại cơ sở còn nhiều khó khăn. Do đó, một số chi đảng bộ, cơ quan, đơn vị chưa duy trì thường xuyên hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Một số công việc thực hiện tại cơ sở chưa mang tính dài hạn, hiệu quả chưa cao. Có nơi chưa phát huy được vai trò chủ động của nhân dân tham gia tích cực các hoạt động. Những hạn chế này đang dần được khắc phục để phong trào Ba Cùng thực sự lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, trực thuộc tỉnh ủy trong cái công tác chỉ đạo, định hướng cái việc tổ chức các cái hoạt động Ba Cùng để làm sao phát huy được cái vai trò chủ thể của người dân, phát huy được cái ý chí tự lực, tự cường, cái chuyển đổi cái nhận thức của người dân trong cái việc là chủ động tham gia các cái hoạt động cộng đồng để góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Và cái hoạt động Ba Cùng này sẽ được gắn với cái việc tổ chức thực hiện tốt các cái phong trào thi đua như là phong trào Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và các cái phong trào thi đua khác. Đối với các cái chi bộ, đảng bộ mà được phân công phụ trách cơ sở thì chúng tôi cũng sẽ định hướng để các cái đơn vị đó có cái sự chủ động trong việc phối hợp với cơ sở để lựa chọn thống nhất các cái nội dung rồi cách thức, thời gian để thực hiện các cái hoạt động Ba Cùng, thông qua đó để nắm chắc tình hình cơ sở để thực hiện tốt trong cái công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ công việc. Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang được triển khai đã thực sự lan tỏa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, làm minh chứng khẳng định hiệu quả của công tác dân vận khéo, góp phần tuyên truyền, lan tỏa tích cực việc làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Đưa công tác dân vận thực sự là cầu nối giữa ý đảng với lòng dân, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.